Giỏi nhờ. Tìm được đến tận đây. Nếu muốn sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Ông với bố mà thấy được là à, cái ông anh em chua ráng đi mà chỉ bóc lột nhân viên thế, về quê mang cả nhân viên đi theo à. Có trả thêm tiền làm ngoài giờ cho ông không vậy? Em đừng có lằng nhằng. Chị dẫn anh ấy về ra mắt gia đình nhân dịp mừng thọ của ông nội đấy. Cái gì? Dắt ông anh này về ra mắt hả? Nhân viên quèn của một công ty du lịch doanh thu dưới 100 tỷ một năm, lương không vượt qua được 7 con số này hả? Em có nghe nhầm không vậy? Chị làm giống như là em không hiểu rõ gì về chị vậy á. Đây không phải việc của em. Được rồi, em sẽ không nói nữa. Nhưng mà bây giờ không lẽ em về đây rồi chị không mời em vào à? Chị em mình gặp nhau sau đi. Không được, ngày thường thì không nói, hôm nay là ngày mừng thọ của ông, em phải mừng ông mới đúng phép chứ. Em có mang quà trong ở đây. Chàng trai, không nghĩ nói gì à? Về đi. Chị... Ông chị đang rất mệt, em vào lúc này không tiện. Em đi về đi. Hai đứa làm gì ngoài lâu thế? Cháu chào bác. Cháu là bạn của chị Yến đến mừng thọ ông. Thế à? Yến mời bạn vào nhà đi con. Đừng có mà bép xép gì đấy. Ở đây anh ấy không phải là nhân viên công ty chị. Em mà lắm chuyện chị cắt lưỡi đấy. Understand. Như ngày thượng thọ của ông, con xin chúc ông thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để làm chỗ dựa cho chúng con. Rồi, ông cảm ơn cháu. Con nghe chị Yến kể mãi về ông, mà bây giờ con mới được gặp ông đó. Thế cháu với Yến bạn bè với nhau thế nào? Dạ, con với chị Yến thân hơn cả chữ thân luôn không? Thân hơn cả chữ thân? Không phải đâu ông ạ. Hồi xưa cháu có làm gia sư cho em ý lúc học đại học. Sau này cả gia đình của em ý chuyển sang nước ngoài định cư. Bây giờ em ý vừa về Việt Nam, hai chị em mới có dịp gặp lại ạ. Ngày xưa em còn buồn vì không có được ông nội để được chiều giống như chị. Chị còn hứa cho em chung ông nội mà chị quên rồi hả? Được rồi, em chị Yến thì cũng là cháu của ông là đúng rồi. Thế cháu đã ăn uống gì chưa? Dạ con chưa. Con nghe tin mừng thọ ông, con vội chạy về đây liền. Có kịp ăn gì đâu. Chết. Chờ bác một tẹo nhá. Dạ. Thế thôi, vào nhà uống nước. Đứng cái này, nóng ra. Đi, dạ. Đi. Dạ. Ừ.